Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn ba cái mẫu động cơ 12V không chổi than. Ba cái loại này thì đều có thể chạy 12 và 24V các bạn nhé. Và một loại này là 600W này, 800W này và 1000W này. Đấy. Thì cái công suất của nó là công suất thực tế luôn các bạn nhé. Thì các bạn có thể dựa vào kích thước của động cơ để các bạn đánh giá cái động cơ nhé. Ví dụ như con 600W này, nó có cái chiều dài của nó là 8cm nhé, 9cm này. Đấy, đo từ đáy lên đến mặt này là 9cm. Đây, để mình đi lấy cái thước. Đây nhé, mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Ví dụ như cái con này này, đấy, nó có cái chiều cao là 9cm nhé. Đây, 9cm này. Tiếp theo là đến cái con này là nó có cái chiều cao là 11cm này. Đấy, 11cm này các bạn nhé. Đây. Còn cái con này là 15cm các bạn nhé. Đấy. Thì động cơ nó có công suất thực của nó đấy. Thì nhiều khi các bạn mua những cái dòng bé thì nó chỉ có 400W thôi. Nhưng con này nó là 600W. Những cái con 400W này thì nó ngắn hơn và nó nhẹ hơn con này. Tí mình sẽ cân cái dòng này lên cho các bạn xem. Đây là cái dòng 600W nhé. Đấy. Đây. Kích thước nó như vậy. Cái dòng này thì trục của nó khoảng 10, trục 10. Còn cái dòng 1000W này thì trục của nó to hơn. Đây. Trục của nó là trục 15 này. Đấy. Thì ở đây mình cân nặng này cho các bạn nhé. Cái con 600W này. Đây nha, cái con 600W này. Con 600W của nó là 2,2, gần 2,3kg này. Đấy. Đến con 800W này. Đây. Con 800W nó là 2,9kg các bạn nhé. Và đến con 1000W này. Đấy, con 1000W thì của nó hơn 3kg các bạn nhé. 3,2kg này. Con 1000W nó sở dĩ nó... Đây. Kích thước đấy. Con này thì... Cái phần... nó bắt vào đây, phần dây nó bắt ở đây. Đấy, ba dây động cơ bắt ở đây. Thì tùy các bạn là chế chân vịt chạy thuyền thì các bạn thích làm cái dòng to nào thì làm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn cần mẫu nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.